Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Hôm nay thì tiếp tục giới thiệu với các bác một sản phẩm đấy đến từ thương hiệu JD. Đó, thương hiệu có xuất xứ tại Tây Ban Nha các bác nhé. Đấy, nguồn gốc từ Tây Ban Nha. Và nhà máy thì tất nhiên rồi thì nó vẫn là ở Trung Quốc thôi các bác nhé. Đó. Và đây là hàng chính hãng. Đó, hàng chính hãng do JD sản xuất. Và để mà nói sâu thêm thì đây chính là con siêu trầm bát 40 từ 220 cô 100. Đó. Phải nói là cái con siêu trầm này em rất là ưng. Nghe rất là thích và cho cái tiếng sâu của bát ra cực kỳ là phê các bác nhé. Và đây thì em đã tháo sẵn ra rồi. Đó, rất là tò mò về khi mà em đã test qua, nghe thử thì rất là tò mò về cái mẫu này và em cũng đã phải tháo ra để xem cái nội thất của nó. Đó, nội thất thì nhìn về cái củ bát thì các bác có thể thấy rằng là thực sự là nó rất rất là chất lượng luôn anh em. Cực kỳ là chất lượng nhá. Và đây thì nó có luôn tem JD này. Đấy, có luôn tem JD nhá. Đó, tem chính hãng. Đó. Có số seri đồng hàng cho anh em. Và đây thì chúng ta sẽ có là cọc cắm dây loa này. Đấy. Cọc cắm dây loa, nhìn cái cọc thôi chúng ta đã cảm thấy được cái sản phẩm nó rất là chất lượng đúng không? Đó, rất là chất lượng luôn. Từ rất là dày, của bác nó rất là nặng các bác ạ. Em sẽ nghiêng lên cho anh em xem nhé. Nghiêng lên các bác và anh em cùng xem cái nhện này. Đấy. Rất là nặng. Đây các bác nhìn giúp em nhé. Rồi. Nhện với keo này họ đổ này, phải nói là hàng hàng quá là đẹp đúng không? Đó, các bác nhìn qua đã thấy là cái độ chất của sản phẩm nhé. Zoom cho anh em nhìn này. Đó, tất cả toàn bộ họ đều đổ cho hồng hết. Đây còn dâu đây, anh em nhìn dâu của nó. Đó, dâu làm đây. Đấy. Cái loại dâu này thì các bác sử dụng thì không bao giờ lo đứt dâu. Đấy, không bao giờ lo đứt dâu, gãy dâu nhé. Quá là chất. Và em nhìn cái sản phẩm này thôi mà phải nói là phải ngồi ngắm nghía mất một khoảng thời gian. Đó, gân của nó là gân ba sóng này, gân ba sóng nhé. Đây, đổ đây. Vâng, thưa các bác, em cũng đã lắp đặt chiếc sắp JD này tới con đẩy JD luôn anh em nhé. Lắp từ con đẩy JD và đây là em đang đánh ở hướng có là 1 giờ thôi đấy. Và bây giờ thì em sẽ test cho anh em. Đấy, test cho anh em để các bác cùng cảm nhận đấy, cảm nhận cái con siêu trầm này nhá. Và các bác lưu ý khi mà các bác test nó siêu trầm, các bác đeo tai nghe vào giúp em, bởi vì cái tai nghe nó sẽ thể hiện cái giải siêu trầm tốt hơn so với cái loa điện thoại các bác nhá. Đó, và xin mời các bác cùng lắng nghe này. Các bác thấy độ dao động của màng loa chưa ạ? Bắt đầu có dao động rồi. Wow.
Vâng, thưa các bác, thì chúng ta vừa trải nghiệm qua con trầm hơi này. Nó phải nói là nó tiếng của nó cực kỳ hay, rèn tiếng và đặc biệt là không có đuôi. Đó, nghe nó rất là phê các bác ạ. Và nó xứng đáng với cái giá trị của nó, xứng đáng với số tiền mà nhà hãng đưa ra. Nó là rất là chất lượng các bác nhá. Đấy, và thiết kế thân thùng của nó rất là nhỏ các bác ạ. Thiết kế thân thùng rất là nhỏ, các bác nhìn xa xa thì nó như một con súp 30 đây các bác nhìn này. Em đặt một con đẩy lên trên và nó chỉ dư ra một chút, mỗi một bên nó dư ra một phân thôi. Đấy, tức là nó sẽ nhỏ hơn cái con đẩy của các bác. Đấy, các bác chỉ nhìn con đẩy này các bác sẽ đẩy vang này. Các bác nhìn này các bác biết ngay là cái chiều rộng của này nó như thế nào, nó rất là nhỏ anh em nhé. Đấy, anh em có nhu cầu mua sắm quan tâm thì có thể để lại bình luận bên dưới. Đấy, về những cái mẫu siêu trầm này. Đấy, trưng thì nó vào những cái phòng không gian nhỏ thì nó vẫn là đẹp. Đấy, nó không bị quá mất diện tích đúng không ạ? Đấy, mà giá thành rất là rẻ, hợp lý, hàng chính hãng cho anh em. Em nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp nhé để được bên em hỗ trợ. Và xin chào các bác.